紧你的手是我不对，太用心的面对让你太累，无端的去回忆徒自伤悲，我独自不醉不归。我哭泣的眼泪你无所谓，看不清你心里究竟爱谁，抹不去的回忆难以入睡，留下我独自伤悲。我哭泣的眼泪你无所谓，黑夜里我独自倾听心碎，你把我的迷梦彻底打碎，只剩我独自面对。Bắt cóc hoàng đế về hiện đại. Tập 25. Cô Phùng, cha mẹ cô làm ngành nghề gì? Họ đều đã mất rồi. Cô Phùng tốt nghiệp khoa văn học ư? Bây giờ không phải con gái đều muốn độc lập tự chủ sao? Còn trẻ như vậy sao không ra ngoài làm việc? Cháu viết tiểu thuyết. Tôi nhớ ra rồi, Diệp Gia từng nói cái gì mà nhà văn nữ xinh đẹp. Bây giờ viết được vài chữ cũng thành nhà văn rồi. Có phải như vậy là có thể tăng thêm vốn để câu đại gia rồi? Nhưng cô Phùng đúng là giỏi thật. Làm thế nào mà mê hoặc được con trai tôi? Xã hội bây giờ đúng là cởi mở, nhưng chưa cưới mà sống chung hình như không phải hành vi của thục nữ. Gia phòng của Diệp gia chúng tôi dù thoáng đến đâu cũng không thể bỏ qua bước này. Mẹ, thật ra Tiểu Phong nấu ăn rất ngon, hãy để cô ấy nấu thử vài món cho mẹ nếm thử. Tiểu Phong, đi nào. Những tài liệu này vô cùng quan trọng, phải phân loại bảo quản cho tốt. Được, đi dọn dẹp bên kia. Này, dọn bên kia đi. Dân, ngài Diệp à, phòng thí nghiệm này của chúng ta coi như đã đầy đủ thiết bị rồi. Nếu như thành công, chúng ta nhất định là người sáng tạo trong lịch sử. Trước khi Tần Thủy Hoàng làm chuyện này cũng thất bại, lần này tôi làm dự án này tuyệt đối không thể để thất bại giữa đường. Tôi đã tìm người ở nước ngoài rồi, tìm được chuyên gia quốc tế nổi tiếng làm trợ thủ cho ông. Được, giờ mọi sự đều đủ, chỉ thiếu gió đông. Phải nhanh chóng tìm thấy thứ được nói tới trong sách. Thứ chúng ta cần tôi đã bắt tay vào tìm kiếm rồi. Ông Bạch này, trong thời gian tôi ra nước ngoài, cuốn sách cổ đó có tiến triển gì không? Không có tiến triển gì. Có điều có một sự gì tiến triển lại nằm ngoài dữ liệu của chúng ta. Nằm ngoài dữ liệu của chúng ta sao? Nói nghe xem nào. Con trai ông Diệp Gia, con trai tôi Diệp Gia có liên quan gì tới thí nghiệm mà chúng ta làm? Cậu ấy đã có người yêu rồi. Hơn nữa cô gái đó chắc chắn ông không ngờ tới. Thằng mọt sách đó cũng biết yêu rồi sao? Vậy cô gái đó là ai? Phùng Phong. Chính là cô gái đã mất tích một năm. Không sai, chính là cô Phùng Phong đó. Diệp gia đúng là khiến tôi bất ngờ. Tình hình hiện nay ngày càng thú vị rồi. Ha 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 ha.
Mẹ, mẹ nếm thử món này. Đây là món tủ của Tiểu Phong, con thích ăn nhất. Mẹ nếm thử đi. Tay nghề của chị Tiểu Phong giỏi thật. Ai mà lấy được chị thì hạnh phúc chết đi được. Hạnh phúc thì hạnh phúc thôi, còn chết cái gì? Chủ yếu Diệp gia à? Tỷ phui bác Diệp, thực ra vừa rồi ý con muốn nói, chị Tiểu Phong giỏi như vậy, ai lấy được chị ấy chắc chắn là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Đúng, không phải có câu đường tới trái tim của đàn ông là đi qua dạ dày sao? Nào, nào mẹ, Tiểu Phong, nào, đáng ghét. Tiểu Phong, hôm nay em vất vả rồi. Em muốn tỏ ra chăm chỉ, thảo hiền một chút, để mẹ anh có ấn tượng tốt về em. Mẹ anh chưa bao giờ làm việc nhà, bà ấy chẳng biết làm gì cả, chẳng lẽ là chê em sao? Mẹ anh chưa từng xuống bếp sao? Nhưng em thấy bà ấy rất am hiểu món ăn, nấu nướng thế nào em thấy bà ấy cũng biết rất rõ. Biết cách nấu và biết nấu là hai chuyện khác nhau. Tiểu Phong, nào, đừng làm nữa. Để anh rửa bát cho. Để mẹ anh nhìn thấy thì không hay. Cứ để em. Tiểu Phong, hôm nay em nấu bao nhiêu món như thế? Chắc chắn rất mệt rồi. Không sao, để anh. Nào, em buộc cho anh. Con trai, con đang làm gì thế? Con rửa bát. Rửa bát? Rửa bát sao? Tổ quấn của Diệp gia, quân tử tránh xa nhà bếp. Con không biết sao? Mẹ à, giờ là thời đại nào rồi? Đàn ông rửa mấy cái bát thì có sao chứ? Đàn ông khác có rửa bát hay không mẹ mặc kệ, nhưng đàn ông của Diệp gia chúng ta thì không được. Con tháo ra cho mẹ. Mẹ, mẹ à, để em làm. Tiểu Phong, cô Phùng, cô hạnh phúc thật đó. Có đàn ông giúp cô rửa bát làm việc nhà. Con ra đây với mẹ. Mẹ, mẹ. Tiểu Phong, mẹ anh là như vậy. Bà ấy chỉ mong con trai mình không phải làm việc gì hết. Cái gì mà quân tử tránh xa nhà bếp chứ? Các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới không phải toàn là đàn ông sao? Em đừng để trong lòng nhé. Không sao, anh ra đó với họ đi. Mau đi đi. Được, vậy anh đi đây. Bò cạp, cậu đi về phía đông nam. Tín hiệu rất mạnh, đi theo tín hiệu. Chùa Vĩnh Thọ. Lẽ nào thứ chúng ta muốn tìm
ở trong chùa Vĩnh Thọ này. Có lẽ có người giúp được chúng ta tìm được thứ chúng ta muốn. Ai? Lý Quan. Lý Quan. Lý Quan. Tiếc là mình ở sai thế giới. Dòng đa nếp xanh. Nghe bản nhạc này, dường như sông đa nếp đang chảy ở trước mặt. Sóng nước trong xanh, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đàn chim tự do bay lượn trên bầu trời xanh. Gió nhẹ thoảng hương cỏ xanh. Cảm giác thật sảng khoái. Cô Phụng, cô biết bản nhạc này do ai sáng tác không? Cháu không biết nhiều lắm về âm nhạc. Giai Ni học âm nhạc ở Viên trong 2 năm, được hướng dẫn trực tiếp với nhiều bậc thầy đẳng cấp thế giới. Gia thế tốt, tính cách dịu dàng, lại biết chơi đàn, xinh đẹp mà lại thanh nhã. Sau này ai lấy được người vợ thế này mới không uổng phí một đời. Giai Ni, dừng lại, qua đây một lát. Bác Diệp, Giai Ni, tháng sau là đại thọ 60 của bác trai. Theo thông lệ, mỗi thành viên của Diệp gia đều phải có bạn dự tiệc. Lần này vẫn là cháu làm bạn nhảy của Diệp gia được không? Thật không ạ? À? Tốt quá, từ nhỏ cháu đã mơ ước luôn được làm bạn nhảy của anh Diệp. Cháu nhớ hồi nhỏ, anh Diệp thường hay đặt câu hỏi cho cháu. Chỉ cần cháu trả lời đúng, anh Diệp sẽ thơm một cái lên mặt cháu, làm cháu còn thấy xấu hổ nữa. Vậy chị Tiểu Phong, em có thể làm bạn nhảy của anh Diệp chứ? Chị Tiểu Phong rất bận, đương nhiên cô ấy sẽ đồng ý. Chưa biết chừng còn phải cảm ơn cháu đó. Tốt quá, cháu đi nói với anh Diệp. Bác gái, tiểu thuyết của cháu vẫn chưa đăng lên mạng, cháu đi làm việc đây. Đợi đã. Định nghĩa của cô về một người vợ tốt là gì? Gì cơ? Lẽ nào cô không thấy một người vợ hiền không nên vì chồng mình mà xuống bếp nấu cơm, rửa bát, làm việc nhà sao? Đương nhiên trong xã hội hiện đại, đàn ông xuống bếp nấu cơm, rửa bát cũng không phải là không có. Nhưng một người đàn ông khi xuống bếp rồi thì cuộc đời của người đó không có cơ hội vươn lên nữa rồi. Nếu đàn ông của Diệp gia chúng tôi cũng như vậy thì cũng không thể hô mưa gọi gió trên thương trường như ngày hôm nay. Tôi nghe Diệp gia nói cô còn giữ tiền của nó, đúng là không dễ dàng. Trong thời gian ngắn như vậy, cô đã nắm được quyền quản lý tài chính của Diệp gia. Không phải cô tốt nghiệp khoa văn sao? Sao lại giỏi gì tài chính vậy? Lúc đó nên học đại học kinh tế mới đúng. Cô Phụng, câu chuyện trong tiểu thuyết không bao giờ giống như thực tế. Quả không thể biến thành phượng hoàng. Có một số cánh cửa cô không thể bước qua được. Cô biết không? Mẹ, từ từ thôi.
Nào. Đi đường chú ý an toàn. Đi thôi Jenny. Vậy em đi trước đây, anh Diệp. Đi thôi. Tạm biệt. Đi thong thả. Sao vậy Tiểu Phong? Không vui à? Đâu có. Đi thôi, vô nhà nào. Đi nào. Sao không mở được tivi thế? Phản ứng chậm giống anh. Tiểu Phong, gặp mẹ anh xong, có phải em thấy không vui không? Đâu có. Diệp gia, anh hứa với em, sau này cho dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ không rời xa em. Sao anh có thể rời xa em chứ? Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em. Trừ phi em rời xa anh trước. Không có trừ phi. Đời này của em tuyệt đối sẽ không rời xa anh. Không biết thế nào, em cứ có một dự cảm không lành. Cứ cảm thấy một ngày nào đó sẽ đánh mất anh. Tiểu Phong, đừng nói lung tung. Chúng ta sẽ không đánh mất nhau đâu. Vì anh, cho dù gặp khó khăn gì, em đều sẽ chịu đựng. Tiểu Phong, có phải mẹ anh đã nói gì với em không? Có chuyện gì em cứ nói ra, chúng ta cùng nhau gánh vác, được không? Chỉ là em không hiểu lắm, tại sao ai cũng thích quản gì của người khác. Anh biết ngay mà, mẹ anh chắc chắn đã nói với em chuyện của Diệp Ba và Fanny. Anh cũng không hiểu. Em nói xem, Diệp Ba đã trưởng thành rồi, trong nhà sao vẫn can thiệp vào tình cảm của nó? Diệp Ba đã là người trưởng thành rồi, anh ấy làm gì cũng có phán đoán của riêng mình. Diệp gia, anh cũng vậy, đúng không? Tiểu Phong, mỗi lần ở bên em chính là lúc anh hạnh phúc nhất. Em toàn mắng anh ấy là cương thi ngàn năm, không ngờ là hiện đại thế này, còn tham gia chương trình này nữa. Lý Quang, đây là quà tặng anh. Cảm ơn. Người tặng đâu? Đang ở bên ngoài đợi anh. Được, cảm ơn.
Tới rồi à? Chào bác. Lý Quang, cậu đúng là đa tài đa nghệ. Tôi cứ tưởng rằng chuyên ngành của cậu là giám định gian vật cổ. Thật không ngờ cậu còn dũng cảm hơn trong việc lựa chọn con đường đời. Ba đứa con trai của tôi cộng lại không bằng một mình cậu. Bác quá khen rồi. Bác tới đây không phải chỉ để chúc mừng cháu chứ? Có phải còn cần cháu xem thứ gì không? Lý Quang, lát nữa tôi đưa cậu tới một nơi. Nơi nào vậy? Ngôi chùa này là di tích lịch sử ngàn năm, trải qua nhiều năm tháng chiến tranh. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa bị hủy hoại tương đối nghiêm trọng, được tu sửa lại vào sau những năm 80. Ngoài một gian thiền phòng giữ nguyên không đụng tới, những gian thiền phòng khác đều đã tu sửa lại. Trời ạ, ngôi chùa này vậy mà còn đến tận bây giờ. Cậu nói gì cơ? Ông già đó giờ chỉ muốn đem tôi cho chó ăn. Thì ra quan niệm về môn đăng hộ đối từ xưa tới nay vẫn không thay đổi. Trong lòng ba anh, căn bản không thể để dịp ba tìm một người trong giới nghệ sĩ. Ông ấy cảm thấy như thế rất mất mặt. Số tiền này đủ cho cô sống đến già rồi. Yeah.